giá chỉ có 180 nghìn thôi ha. Năm ngoái shop có về một đợt là những có màu vàng, màu xanh đồ đó, rất là nhiều màu. Thì năm nay mùa hè thì xưởng ra là một số mẫu màu dành cho mùa hè, nó sẽ tươi mới hơn nha. Cái mẫu này thì shop luôn có là màu trắng, màu đen cơ bản nè, và hôm nay là về thêm 4 màu để các bạn lựa chọn ha. Cái này là màu xanh đậm, màu vàng, màu cà rốt và màu xanh lá nha. Xanh lá này dạng như xanh lá tươi ha, để phục vụ cho các bạn mặc mùa hè đi chơi du lịch. Cái form này mình đang làm là form 4X nha. Form 4X là cái chiếc thun của nó rất là thích, cực kỳ co giãn, rất là đã nha. Form rất là đẹp, rất là thích. Cổ tiên thì dễ mặc và mặc trơn ha, rất là dễ mặc. Cái này bạn nào đã mặc vừa cái form này và ưng cái form của áo